cái ai kỳ vậy? Đây kỳ vậy. Thôi, đàn đàng hoàng đi, hát đàng hoàng đi. Vậy không hay. Thôi đàn đàng hoàng đi. Đây lại đàn cho bố Út hát đi. Mình đòi hát nữa cả chiếc con Biêu. Rồi, bây giờ hát với khăn Biêu đàn nha. Theo chị Hồng, theo gió cuốn bay về đây, dương trên cây. Cái đàn. Mà có đàn đi cho bà nội hát ha. À chị ơi, tới đây nhặt chiếc khăn đẹp này, lạc trong rừng, lạc trong rừng, tìm trong rừng chiếc khăn Biêu. À ơi, có phải chiếc khăn là mối đôi gì nhau thời tôi thề. Tiếng ai vang rừng núi, ta không ai trả lời. Út ra chơi rồi mẹ gọt bưởi, gọt mở cầu trăng. Mở cầu chín hết rồi hả mẹ? Chín gì ngon lắm. Mở khác là xinh hụt, xinh hả?